Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 42. Hãy đếm số lượng chữ số lẻ của một số nguyên dương N. Đấy. Thì yêu cầu của bài tập này là như thế nào? Thì ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để các bạn có thể hiểu rõ được yêu cầu của bài toán. Rồi, ở đây mình cho N bằng 1, 2, 3, 4, 5 đúng không ạ? Là cái số 12.345 đúng không ạ? Thì cái số N này nó sẽ có 3 cái số lẻ là 3 này, 3 chữ số lẻ. 3 chữ số lẻ là 1, 3 và 5 đúng không ạ? Đấy, 1 này, 3 này, 5 đúng không ạ? Thì cái số lượng của nó sẽ là 3 chữ số đúng không ạ? Vậy đó là cái yêu cầu của bài tập này. Vậy thì làm sao để mình có thể làm được bài tập này? Thì về ý tưởng để giải bài tập này thì các bạn cần phải tách từng cái chữ số của cái số N này ra và sau đó kiểm tra xem nó có phải là số lẻ hay không. Đấy, thì đó là cái thuật toán để chúng ta giải bài tập này. Rồi thì sau đây mình sẽ giải chi tiết cho các bạn xem. Đấy, thì đây là một code mà mình đã chuẩn bị sẵn để giải bài tập này. Dựa trên những cái ý tưởng thuật toán mà mình đã nêu ở trước thì mình sẽ viết code ở dưới đây. Đầu tiên mình sẽ khai báo cái thư viện của nó là Studio, Corneo và Math. Và trong cái hàm main này thì mình sẽ khai báo cái biến N. N chính là cái số nguyên dương này. Và một cái biến là cái số chữ số lẻ, đúng không ạ? Rồi. Và sau đó sẽ in ra màn hình một cái câu lệnh nhập N để cho các bạn nhập cái số N vào. Đúng không ạ? Nhập cái số N vào. Scanf này nó sẽ nhận cái dữ liệu từ bản phim và sẽ xuất ra màn hình, đúng không? Và sau đó sử dụng một câu lệnh if. Nếu như mà cái số N này mình nhập vào nó bằng 0 thì nó sẽ in ra cái chữ số lẻ sẽ là bằng 0. Đấy. Và trong khi mà cái số N này nó khác 0, nó không bằng 0 đấy. Khác đối ngược với cái trường hợp ở trên này thì nó sẽ sử dụng một cái câu lệnh if. Trong cái vòng lặp while này nó sẽ sử dụng một câu lệnh if. Và biểu thức của cái câu lệnh if này là gì? Nếu như mà n không chia cho 2. Đấy. Tức là n phần trăm 2 bằng 1, tức là n này nó chia lấy dư cho 2 mà bằng 1 thì đó là số lẻ đúng không ạ? Đấy, một số mà chia không chia cho 2 mà thì đó là số lẻ đúng không ạ? Hoặc là N này chia dư cho 2 thì bằng 1 thì đó là số lẻ, đúng không? Cái N phần trăm 2 này là mình có thể hiểu là chia lấy dư. Đấy. Và sau đó sẽ gán cái số chữ số lẻ này bằng cái số chữ số lẻ cộng cho 1, đúng không ạ? Đấy. Thì cứ mỗi lần nó không chia cho 2 thì sẽ tăng cái số chữ số lẻ lên 1 đơn vị. Đấy. Và sau đó sẽ tiếp tục nhảy sang cái số khác. Ví dụ đây mình cho N bằng 123 đúng không ạ? Đấy. Thì sau khi nó xuất hiện cái bước đầu tiên là N phần trăm 2 này thì N sẽ còn về cái dạng là cái số 3 đúng không ạ? Xin lỗi các bạn. Khi nó thực hiện cái phép N phần trăm 2 thì nó sẽ bằng 1 nếu như đúng. Thì nó sẽ in ra cái số lẻ, số chữ số lẻ là bằng 1 đúng không ạ? Đấy, và nó tiếp tục trích xuất đến cái phần tử này. Đấy. Thì làm sao nó có thể trích xuất được cái phần tử 2 này, chữ số 2 này? Thì nó lấy cái số N ban đầu, đúng không ạ? Nó lấy cái số N ban đầu, nó sẽ chia nguyên cho 10, đúng không ạ? Khi chia nguyên cho 10 thì nó sẽ còn cái số 12 này, đúng không ạ? Và sau đó nó sẽ tiếp tục vòng lại cái câu lệnh if này. Đấy. Nếu như cái số 12 này mà nó chia hết cho 2 thì cái số chữ số lẻ này nó vẫn giữ nguyên lúc này là bằng 1. Nhưng khi nó không chia cho 2, tức là cái biểu thức này đúng, thì nó sẽ tiếp tục tăng cái chữ số lẻ lên 1 đơn vị. Đấy. Và tiếp tục như thế, nó sẽ trích xuất đến phần tử chữ số 1 này. Đấy, nó cứ làm lần lượt như vậy.
thì cái mục đích của cái câu lệnh n bằng n chia 10 này đó là để nó sẽ trích xuất từng cái chữ số của cái số này đó. Rồi thì đó là cái cốt của cái bài tập này, và sau đó print ra màn hình, in ra màn hình cái kết quả đúng không ạ? Get này dùng để dừng màn hình lại, return để trả về cái kết quả. Rồi mình sẽ chạy cái chương trình này cho các bạn xem. Ví dụ ở đây mình sẽ nhập n là 123 đúng không ạ? Thì cái này số 123 này nó sẽ có hai số lẻ đúng không ạ? Là số 1 và số 3 đúng không ạ? Các bạn sẽ thử kiểm tra xem nó sẽ ra kết quả là bao nhiêu. Ở đây các bạn có thấy vì sao nó lại hiện thị lên cái bảng như này? Mình sẽ tạm ghi cho các bạn như này. Bởi vì cái biến số chữ số lẻ này nó đã không được khai báo đúng không ạ? Đấy, nó được sử dụng mà không khai báo. Đấy. Như vậy thì chúng ta cần phải khai báo cái giá trị khởi tạo cho nó đúng không? Nó chưa có cái giá trị khởi tạo đúng không ạ? Rồi. Ở đây thì mình sẽ sửa lại. Mình sẽ cho cái giá trị khởi tạo của nó ban đầu, vì khi ban đầu chưa có gì nên nó sẽ là không đúng không ạ? Đấy, sau khi mình sẽ chuyển là sửa lại là cái số chữ lẻ mà không thì chúng ta sẽ xem kết quả. Rồi, ví dụ ở đây mình nhập là 123. Đấy. Đấy, thì sau khi đã sửa lại thì nó đã in ra kết quả là số chữ số lẻ là 2 đúng không ạ? Số 123 đúng không ạ? Đấy. Rồi, mình sẽ thử với một cái giá trị là 0 xem như nào. Bây giờ đây mình nhập là 0 thì nó đã in ra cái chữ số là số chữ số lẻ là 0 đúng không ạ? Bởi vì số 0 không phải là số lẻ đúng không? Số 0 là một số chẵn đúng không ạ? Đấy, rồi. Đến đây là bài tập giải đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.